Mới đây, diễn biến liên quan đến vụ hacker tấn công BKAV tiếp tục được tiết lộ khi trên diễn đàn Hacker Rise và ACC TuneX tiếp tục giao bán mã nguồn phần mềm diệt virus BKAV Pro và nhiều sản phẩm, tài liệu khác của tập đoàn BKAV. Cập nhật mới nhất, TuneX cho biết đã bán được 3 bản của mã nguồn BKAV Pro. Với mức giá giao bán là 20.000 USD trên một bản mã nguồn BKAV Pro, nhiều người dự đoán hacker này đã thu lợi bất chính khoảng 60.000 USD, tương đương khoảng 1,37 tỷ đồng. Theo tin tức trên Dân Việt, thông qua một số email trao đổi với TuneX qua email loveb@protonmail.com, hacker này xác nhận số tiền 60.000 USD đã kiếm được từ việc bán 3 bản mã nguồn BKAV Pro. Đồng thời, TuneX tiết lộ còn kiếm được hơn 40.000 USD từ các nguồn tài trợ. Như vậy, tổng cộng TuneX đã thu về hơn 100.000 USD, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng. Trong chia sẻ mới nhất, người này cũng nhắc lại giá bán các mã nguồn, lỗ hổng cũng như các tài liệu nội bộ khác của BKAV. Qua đó cho thấy, hacker vẫn đang tìm cách kiếm tiền từ những dữ liệu thu nhập được. Thật vậy, qua email trả lời phóng viên, TuneX nhấn mạnh việc hacker này sẽ tiếp tục bán những dữ liệu có được cho bất cứ ai muốn mua. Hiện, hacker bán 20.000 USD cho mã nguồn BKAV Pro, 10.000 USD cho mã nguồn BKAV Mobile AV, 20.000 USD cho mã nguồn BKAV Endpoint Security. Riêng mã nguồn máy chủ server-side code của BKAV Pro được bán với giá 30.000 USD, còn mã nguồn máy chủ của BKAV Mobile AV và BKAV Endpoint Security đồng giá 10.000 USD. Cao nhất là mã nguồn AI trí tuệ nhân tạo được ra bán với số tiền lên tới 100.000 USD. Theo các chuyên gia bảo mật, hành động của TuneX rõ ràng là đang vi phạm luật an ninh mạng tại Việt Nam. Việc thu lợi bất chính từ dữ liệu do tấn công mạng mà có đáng bị lên án. Song, đây cũng là một cảnh báo đối với các doanh nghiệp, kể cả các công ty, tập đoàn bảo mật lớn. Trước đó, vào ngày 4 tháng 8, trên web đen dành cho hacker Rise, tài khoản TuneX đã có bài đăng nhá hàng mã nguồn của phần mềm diệt virus của BKAV. Sau đó, tài khoản này còn tung các bức ảnh chụp từ hệ thống chat Vala nội bộ của tập đoàn công nghệ BKAV. Đáng chú ý là từ nhóm chat, ban tổng giám đốc có thành viên là Quang NT, được cho là ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKAV. Liên quan đến vụ việc này, BKAV khẳng định đây là mã nguồn cũ của một số thành phần của phần mềm diệt virus BKAV. Họ cũng tuyên bố dữ liệu này bị rò rỉ từ nhân viên cũ đã nghỉ việc, tuy nhiên chưa chỉ điểm đó là ai. Về phía TuneX, người này lại khẳng định không phải là nhân viên cũ của BKAV. Đồng thời, hacker tuyên bố mã nguồn và ảnh chụp màn hình các đoạn chat trên Vala tất cả đều là mới đây. Nội dung chat là bàn cách xử lý vụ việc, trong đó có nhắc đến nhiều người liên quan và cả việc trình báo với cơ quan chức năng. Đến tối ngày 11 tháng 8, TuneX thông báo về một buổi livestream phát sóng trực tiếp vào ngày 18 tháng 8. Đó sẽ là một thử thách, liệu một tập đoàn có phải lo lắng về một hacker độc lập? Nào, chúng ta hãy cùng chờ xem phản ứng của họ, TuneX tuyên bố đầy thách thức. Tuy nhiên, cuối cùng, buổi livestream không diễn ra như dự kiến. Theo hacker, lý do không thể livestream là BKAV đã tắt nguồn máy chủ. Bù lại, hacker tung ra hai video clip quay lại cảnh tấn công máy chủ của BKAV và cả hệ thống chat nội bộ Vala ở góc nhìn của quản trị viên cao cấp.